Và một lần nữa Thành lại xin được cảm ơn tất cả quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và người ca sĩ cuối cùng mà Thành xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị, Thành đã được hát chung với cô trong những chương trình Asia cách đây vào khoảng 2-3 năm. Sao nghĩ cười kỳ vậy? Vào khoảng 20 năm. Yes. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Loan Châu. Phương Nhi ngồi xuống, ngồi. Xin mời Băng Nhi qua bên kia ngồi cạnh chồng đi. Loan Châu, mời em ngồi đây và em chào quý vị khán thính giả đài SBTN cho anh. Loan Châu xin mến chào quý vị khán giả của SBTN. Anh Công Thành, anh Nghĩa Sữa và anh Trung Nghĩa. Yes. Mà tại sao anh tố em thế? Không tố gì, đúng rồi mình. Mới có 2 năm thôi. 2 năm thì anh vừa nói 2-3 năm. Cái Nghĩa Sữa cười, anh đâu biết tại sao. Tại sao người ấy lại cười? Lại nói 2-3 năm. Người ta nói thật mà. Đấy. Em. Dạ. Kính chúc quý vị, Thành mời Loan Châu lên cái show của Thành để hỏi về Bella. Em quên mất chào ba người đẹp ở đây nữa chứ bộ. À đúng rồi. Quên mất. Ba người đẹp nè. Băng Nhi nè. Hai người đẹp rưỡi. Phương Ni và đúng rồi. Hai Tina. Bằng Bella em. Bằng không? Bằng nhỏ hơn Bella, con lớp 4, con sắp từ lớp 5 phải không? Dạ Bella năm tới lớp 6 rồi anh. Đó. Dạ. Thì anh thấy ở trong Facebook là Bella vừa mới vào một cái cuộc thi gì? Carmel Clavier International Music International. Yeah. Ở đâu vậy? Họ nó tổ chức tại Indianapolis, Indiana. Anh rất là nhiều nước anh ơi. Wow. Em là cứ run kỳ này là cô giáo là kick em ra khỏi phòng không cho em ở trong đó luôn. Tại run quá. How did she do? Good, anh được một cái là second concerto, second place của category của Bella là được là đánh với orchestra, đang là sắp sửa được đánh với orchestra của Orange County tháng 9 này. Ooh, yeah, wow. Em excited lắm. It's an honor for her. Of yeah. course. Yeah. Of course. Kính thưa quý vị, trước khi mà SBTN đổi qua cái studio này, Thành đã có một lần mời Loan Châu cùng Bella lên sân khấu mà em đánh bằng cái piano, mà bây giờ đó cái sân khấu mới anh không biết cái piano nó nằm đâu. Thành ra có rất nhiều người mà muốn lên đây mà đánh với cái piano mà anh chưa có mời được, tại vì mình chưa có, tại vì cái này, cái sân khấu này cũng vẫn rất là mới. Đẹp. Thành ra chưa có cái piano, để bữa nào có cái piano anh sẽ mời Bella trở lại với Loan Châu bác. Nhé. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, thế ngoài cái đó, bây giờ tới em nè. Tới em chỉ thế thôi. Cứ vẫn vậy thôi. Vẫn vậy thôi. Không gì khác. Giống như anh cũng chẳng gì chỉ khác. Chỉ có trẻ hoài. Hai không năm bao giờ... thế, chẳng bao giờ thấy Công Thành già, phải không anh? Anh Nghĩa Sữa cũng thế, mà anh Trung Nghĩa cũng vậy. Mà em thấy là trời ơi, có chị như vậy sao Trung Nghĩa chịu nổi anh? Đúng rồi. Em cứ thắc mắc nãy giờ đó. Chịu không nổi. Em chịu không nổi. Nhi chịu không nổi. Để anh suy nghĩ lại chút coi có nên nói hay không. Cái vụ mà chịu không nổi này, yeah, nhiều gì em thấy mà cứ ngồi cứ rờ rờ tay làm sao chịu nổi. Đấy, không phải, tức là chịu nổi là không trồng cây nổi. Ai trồng cây? Em. Cái cần nói là em đụng cái diện lớn, cây nó lớn. Chết rồi. Chết rồi, em suy nghĩ lung tung thế này. Kính thưa quý vị, anh em mà cứ gọi nói chuyện với nhau là làm em là bây giờ làm sao chúc em hát bây giờ. Thường thường là Thành là rất ghê gớm mà hôm nay chịu lơ luôn rồi, chịu không nổi luôn. Bây giờ đó hai vợ chồng muốn chồng thì chồng nó về nhà chồng. Đây là... Nhưng mà này em hơi thắc mắc là tại sao mà Nhi cho anh cây ớt mà cây ớt anh không lớn. Không. Tại sao? Đụng gì cũng lớn mà cây ớt không lớn. No, cây ớt của anh. Của anh trồng lớn. Anh trồng đằng sau cái nó không có nắng. Nó không có nắng. Em kêu trời ra chỗ nào có nắng. Thế xong cái Nhi mới bảo là bây giờ phải đem nó ra đằng trước.
thì anh đem ra hàng trước, anh trồng, bây giờ nó có 1.000 trái. Đây là mỗi miếng cây là thôi. Một trái phải không? Mỗi một cây thế này nó, anh nghĩ là 1.000 trái đó. Bội nhưng thôi. Mà điều đặc biệt nữa là anh muốn gửi giống qua em. Đúng rồi. Gửi. Em để nói giống ớt, em phải nói cho nó rõ. Tự nhiên anh gửi giống qua em nghe game. Giống gì? Giống ớt. Em có giống rồi. Vâng, kính thưa quý vị, trở lại với chương trình nhạc ngày hôm nay, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một lần nữa trên Công Thành Show giọng ca của nữ ca sĩ Loan Châu. Anh cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây thì Loan Châu xin gửi đến quý vị bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh mang tên là Chiếc Lá Cuối Cùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm qua trưa mà trời sao vội xa, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa xa. Chiều vào thu tiếng em dù lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn em cũng tựa chiều vàng tối, nhớ lời cười mà nhớ tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời ngập chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thư chinh cho lòng về để mong ai tìm bóng. Xa nhau chưa mà lòng nghe vọng vắng, đường thênh thang gió lạnh một mình ta. Chiều cạn ly uống say lòng còn xa, mà nhớ thương buồn vui. Tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Và một chiều xuân thơ chi cho lòng mình về với tim bao. Xa nhau chưa mà lòng nghe vọng vắng,
một chiếc quấy bay xa. Dương quý vị, cảm ơn anh Trung Nghĩa và Nghĩa Sữa. Xin cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Loan Châu. Và kính thưa quý vị, để trở lại với chương trình ngày hôm nay, hồi nãy giờ là anh Trần Lý yêu cầu anh Công Thành hát một khúc bài La Nuit. Cho anh xin cái tông coi Nghĩa. Được chưa? Được chưa? Cho anh cái tông coi. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur nu. La nuit tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends le malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je dors. Cho anh Lý. Và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin được hân hạnh giới thiệu một khúc đi, xong rồi mình phải có những cái birthday, giọng hát của Băng Nhi và Phương Ni. Hai em hát một bài nhé, cứ ngồi đó hát cũng được, không cần phải đi ra. Muốn chồng muốn em đi ra kìa, thì em đi ra đi, vậy thôi hai người đi ra đi. Anh Nghĩa Sữa nói là đi ra cho đẹp. Đi ra cho đẹp. Mà hát một khúc thôi nha, hát một lần thôi. Băng Nhi và Phương Ni. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đã rời, giờ đã hết rồi, chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi.